Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ và Thủy Lê Shop. Hôm nay em có về được hai món đồ hàng trưng bày và đấu giá. Thì đầu tiên đó là một chiếc đồng hồ cổ xưa của Đức. Đồng hồ này thì khá là sâu tuổi rồi ạ và được lên dây cót. Đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Đầu tiên đó là cái chân đế của nó thì có phần này sẽ bằng đồng nha các bác, bằng đồng hết ạ. Đấy, họa tiết hoa văn được khắc vẽ nổi. Và cái phần này là cái họa tiết đồng được vẽ khuôn mặt chân dung và hoa, vẽ chi tiết cô gái. Trên phần này là đồng với hoa nhá. Đấy. Hai chân này là chân đá này. Phần này bằng gỗ nhá, và gỗ rất là nặng và đặc nha các bác. Nào. Và chiếc đồng hồ này là múi giờ, tất cả các kim và các số của nó là số La Mã. Cái kim của nó là kim đồng và có cái cửa lịch ở góc 11 giờ nha các bác. Đấy, và những cái hoa chi tiết này đều bằng đồng hết. Và hình tượng em bé thiên thần bằng đồng nha các bác. Đây, một chiếc đồng hồ cổ xưa của Đức. Chạy rất là trơn tru được. Các bác nghe cái tiếng âm thanh của nó các bác biết. Đấy. Phần dưới này là bằng đồng này. Phần trên này bác sẽ lên dây cót ở đây, chỉnh giờ lên dây cót và chuông của nó kêu đánh rất là to nha. Đấy. Mình vừa đầy co vừa xem giờ. Đấy. Em sẽ coi gần để các bác nghe tiếng trên đồng hồ nó chạy rất là hay và chân tru nhỉ. Và tiếp theo là em về một bức tranh phong cảnh rất đẹp luôn, được vẽ tay sơn dầu, có chuyện ký của nghệ nhân ở góc bên phải đấy nhé các bác. Và bức tranh này chiều ngang của nó là kích thước là 57 cm, và chiều cao nó là 48 cm. Với những bác nào thích sưu tầm những dòng tranh của châu Âu thì các bác có thể săn những bức tranh như này, rất đẹp luôn. Cái khung tranh toàn bộ hoa văn các thứ đều được làm nổi hết nhá. Có khung kính, có nắp kính luôn, rất đẹp. Và các bác muốn xem chi tiết sản phẩm nào thì các bác cứ inbox hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nha. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ em. Chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe. Tạm biệt các bác.